Na coi chừng cái bạn kìa con. Coi chừng trúng bạn. Nhìn gì đó nè. Bé hả? Bé ở Nhi nè. Gì đó Nhi? Nhi ơi, kêu ba đi con. Chị hai đâu? Lại hai đứa đứng chung coi. Hai đứa đứng chung coi. Nhi. Con leo vô được không? Đi gan sau này con. Nhi. Gan sau này nè con. Đi gan sau này leo lên. Đi gan sau này leo lên. Rồi leo đây nè, leo lên. Rồi leo lên đi. Trời giỏi quá. Giỏi quá. Nhìn ba cái, nhìn ba. Na đâu rồi? Na qua chơi với em nè. Nhi. Nhi nhìn ba này con. Nhi. Đẹp đẹp đâu? Đẹp đẹp đâu? Nè. Không có ra bên đó được, con ra bên đây. Xuống bên đây nè. À, đi qua chị hai đi. Đi qua chị hai đi con. Chơi đàn hả không? Rồi đàn đi. Đàn đi con. Đàn đi con. Đi làm gì con? Không có chơi mạnh quá. Không có đạp lên đó con. Chơi đàn đàng hoàng. Rồi ngồi chung với chị hai đi. Chị hai ngồi xuống. Chị hai ngồi xuống cho ba quay cái coi. Này nhảy nữa. Nhảy nữa. Vậy Nhi. Hai ba đi con. Hai hai đi. Ê, mẹ kêu đi về kìa. Mẹ kêu về kìa con. Rồi đi qua mẹ. Đi qua mẹ về kìa. Xuống đi. Xuống đi qua mẹ về kìa. Đi. Rồi đi qua mẹ kìa. Đi qua mẹ. Đi qua mẹ con. Bó tay không? Sao hai kia hai đứa mẹ kêu về xong về hả? Na qua bển mang về vô, con không có nhảy, nhảy em bắt trước, không có nhảy xuống. Vậy Nhi không có bắt trước gì hai con té con không? No 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 té no. Rồi đi ra đi, qua mẹ mang giày về kìa. Đi con, mẹ kêu kìa. Đi đi. Mẹ đếm 1, 2, 3 chưa chịu về. Hồi mẹ quýnh là ba không có cản đâu. Đi đi nè. Giỏi con. Kìa, Huệ Nhi đi rồi kìa. Huệ Nhi qua mẹ con. Đi qua mẹ. Đi qua mẹ. Đi qua mẹ, mau lên, hai đứa.
Nè, hai đứa làm gì ở trong đó đó? Rồi ra đi Huệ Nhi, mình đi về con. Về Huệ Nhi, bỏ chị Hai đây đi con. Mình đi về, bỏ chị Hai đây đi. Chị Hai không có giỏi, mình đi về. Rồi, qua mẹ đi. Phá hết cái này tới phá cái khác. Chơi gì đó? Na làm gì đó? Rồi, email qua mang dài kìa, mẹ kêu kìa, đi. Nè mẹ chờ cười con cái coi. Mặt đóng hoài à. Đâu rồi, bụng đưa coi, bụng cái coi. Mấy tháng rồi? 8 tháng rồi. 8 tháng rồi, tới giờ về, tới giờ. Rồi, đi về. Đi về con. Rồi, đi về nha. Bye bye đi, bye bye nè, bye bye. Hi.